Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sức khỏe trên kênh Sức khỏe hạnh phúc. Trong bản tin sức khỏe hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nội dung như sau. 8 loại thực phẩm cực bổ thận, ăn sớm, khỏe sớm, ai cũng nên biết. Quý anh chị thân mến, đây chính là 8 cái loại thực phẩm đại bổ và làm sạch độc tố trong thận. Và ngay từ bây giờ, hãy ăn những loại thực phẩm đặc biệt này để bảo vệ sức khỏe của chúng ta mỗi ngày. Thực phẩm thứ nhất đấy là súp lơ. Súp lơ là một cái loại thực phẩm cực tốt cho thận. Loại rau họ cải này mang lại nhiều vitamin C cùng với folate và chất xơ. Ngoài ra thì nó còn chứa các cái hợp chất giúp gan trung hòa các cái chất độc hại. Súp lơ có thể ăn sống hoặc là trần lên rồi cho vào món salad. Tất cả các cái món ăn chế biến từ súp lơ đều có cái giá trị dinh dưỡng cao. Và cái thực phẩm thứ hai đấy là tỏi. Tỏi không chỉ giúp giảm viêm và giảm cholesterol máu mà còn chứa chất chống oxy hóa và bảo vệ thận khỏe mạnh. Nếu bạn đang theo chế độ ăn uống lọc máu, sử dụng bột tỏi thay vì muối tỏi để thêm cái hương vị cho bữa ăn mà không cần bổ sung natri. Có thể dùng tỏi với nhiều các cái nguyên liệu khác như là thịt, rau quả hoặc là nước sốt cà chua để thêm hương vị cho các cái món ăn. Và cái thực phẩm thứ ba đấy là nước chanh. Nếu bạn muốn tìm một cái loại thực phẩm không chỉ làm sạch thận mà còn ngăn chặn các cái bệnh thận khác thì hãy thêm vào cái danh sách ưa thích một quả chanh nhỏ bé. Nước chanh làm tăng cái lượng citrat từ bên trong, ngăn chặn xoáy thận hình thành thói quen uống nước chanh để thanh lọc cơ thể đặc biệt dễ dàng. Uống một cốc nước ấm hòa với 4 quả chanh mỗi ngày sẽ giảm tối đa cái khả năng kết sỏi trong thận. Và cái thực phẩm tiếp theo đấy là hành tây. Một thực phẩm làm gia vị phổ biến là hành tây. Hành tây có đầy đủ các cái chất flavonoid, đặc biệt là quercetin. Flavonoid là cái chất tự nhiên ngăn ngừa sự lắng đọng của chất béo trong mạch máu. Quercetin là một cái chất chống oxy hóa mạnh, sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, bảo vệ chống lại nhiều cái dạng ung thư và cũng có cái tác dụng là chống viêm. Và trong hành tây cũng chứa crom, một cái loại kháng chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo, protein và carbon hydrate. Có thể ăn sống hoặc là nấu chín hành tây khi chế biến thành các cái món ăn khác nhau. Và thực phẩm thứ năm đấy là rau xanh. Rau xanh giàu vitamin C và K cùng với chất xơ và folate làm giảm huyết áp, cân bằng lượng đường trong máu và giảm căng thẳng cho thận. Hơn thế nữa thì rau xanh còn giúp chế độ ăn uống của bạn trở nên phong phú và vô vàn lợi ích khác. Và thực phẩm thứ sáu đấy là táo. Có người nói rằng thì bạn sẽ không phải tới gặp bác sĩ nếu mỗi ngày ăn một quả táo. Sở dĩ có ý kiến này vì trong quả táo chứa đầy đủ chất xơ giúp hấp thụ độc tố, giúp thực hiện tốt công việc làm sạch thận của bạn. Táo cũng có thể làm giảm viêm trong cơ thể và hỗ trợ đường tiêu hóa vận hành trơn tru của bạn. Và thứ bảy đấy là gừng. Không chỉ là một cái loại gia vị phổ biến, nó có thể chế biến vô số món ăn đa dạng với nướng, xay bột gừng, thêm vào món xào, nấu hay là nước ép. Mà thực phẩm này còn có cái tác dụng tốt trong làm sạch thận, đồng thời giảm buồn nôn, giảm đau, say tỏ xe, chán ăn. Và cái thực phẩm thứ 8. Thực phẩm thứ 8 này, đấy chính là bắp cải. Bắp cải có chứa các cái hợp chất hóa học có thể phá vỡ các cái gốc tự do trong cơ thể, giúp phòng chống ung thư và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bắp cải là cái thực phẩm rẻ tiền và là một cái món ăn tuyệt vời cho bữa ăn của bạn. Bởi bắp cải giàu vitamin K, C, chất xơ, vitamin B6 và axit folic, nhưng lại có cái lượng kali thấp. Nếu bạn đang theo ăn chế độ ăn uống lọc máu, có thể cho thêm bắp cải vào món xà lách trộn hoặc ăn kèm cùng với các món cá. Quý anh chị thân mến, trên đây đấy chính là 8 cái loại thực phẩm cực bổ thận, ăn sớm, khỏe sớm, ai cũng nên biết. Và ngay từ bây giờ chúng ta hãy ăn những loại thực phẩm đặc biệt này để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc hay là muốn tư vấn riêng về sức khỏe của mình thì quý anh chị hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.